Nho lùn Pháp có tên khoa học là Vitis vinifera. Khác với giống nho truyền thống bạn hay thấy, cây nho lùn này cho quả rất sớm. Các giống nho truyền thống phải mất 3 đến 4 năm mới có quả. Tuy nhiên, nho lùn Pháp chỉ mất 6 đến 8 tháng đã ra quả sai cứ kịp. Giống nho mới này rất ít sâu bệnh, leo giàn nhanh và có thể trồng chậu làm cảnh nên đang được rất nhiều người săn tìm vì đảm bảo được 3 yếu tố: đẹp, độc và lạ. Loại nho này ưa khô và nóng nên rất hợp trồng ở Việt Nam. Bạn có thể trồng trong các thùng xốp, rễ ăn nông nên các bạn hoàn toàn có thể trồng trên mái nhà mà không lo rễ cây ăn vào tường. Loại nho Pháp trồng giàn chỉ 1 năm là có thể thu hoạch những chùm nho chín chung xuê, leo giàn phủ rộng hơn 30m² và thu hoạch tới 200kg. Thú vị của loại nho này là chúng siêu lùn, có thể trồng chậu, uốn dáng bonsai làm cảnh. Đặc biệt, dù cây chỉ cao 30-40cm nhưng vẫn cho trái sai.